hôm nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tập trung thảo luận về các thách thức cần phải vượt qua, những bất cập, khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2024 dự kiến cho năm 2025. Quan tâm đến việc quản lý khai thác sử dụng tiết kiệm khoáng sản, đại biểu Phạm Văn Hòa cho biết, luật địa chất khoáng sản dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 đã sửa đổi, bổ sung rất nhiều điểm bất cập về quản lý nhà nước, nhằm khai thác, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả. Đại biểu khẳng định, khoáng sản là tài nguyên quý giá của đất nước, hầu hết không được tái tạo phát triển mà ngày càng cạn kiệt, đòi hỏi phải được quản lý, khai thác sử dụng tiết kiệm, đóng góp tương xứng vào ngân sách nhà nước, góp phần vào sự phát triển quan trọng của đất nước. Kính mong chính phủ, bộ ngành có giải pháp cần thiết để sử dụng đất đá thải ra từ các mỏ khoáng sản, xỉ than, từ các mạch nhiệt điện, nhà máy điện để sử dụng, thay thế cho các sông làm vật liệu thông thường. Các biển cần nghiên cứu kỹ lưỡng, có đánh giá tác động để khi sử dụng không ảnh hưởng đến môi trường. Riêng việc nghiên cứu xây dựng cầu cảng trên vùng đất yếu, vùng trũng, đồng bằng sông Cửu Long cần nhanh chóng thực hiện. Để có thực hiện thí điểm có thể là đoạn cao tốc Cần Thơ Châu Đốc để rút kinh nghiệm. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu, giao Bộ Giao thông chủ trì phối hợp với bộ ngành liên quan, nhưng nghiên cứu không biết bao giờ mới thực hiện được, cần cũng có câu trả lời từ phía cơ quan chức năng. Đánh giá cao kết quả kinh tế xã hội trong 9 tháng năm 2024, đại biểu Quốc hội khẳng định, với sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã điều hành linh hoạt, đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội. Đồng tình với 11 nhóm giải pháp Chính phủ đề ra trong báo cáo, đại biểu kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ cần tập trung chỉ đạo giải quyết căn cơ, gỡ các nút thắt cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Tôi kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm tập trung chỉ đạo, có biện pháp chủ động, phòng ngừa hiệu quả và xử lý kịp thời những vụ án khi phát hiện. Hai là cần có biện pháp giải quyết xử lý dứt điểm những vụ việc phát sinh tiêu cực tại các trường học, lớp học hiện nay. Trong đó có khá nhiều trường hợp học sinh hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chúng ta cần phải có những giải pháp vĩ mô rõ nét hơn trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục nới lỏng, có thực chất chính sách tài khoá, duy trì việc giảm thuế VAT, nghiên cứu hỗ trợ mạnh hơn cho những gia đình, doanh nghiệp bị thiệt hại bởi bão lũ, thiên tai. Bên cạnh đó, lạm phát tăng trong 4 năm qua, nhưng mức thu nhập chịu thuế không tăng, do đó đề nghị nghiên cứu nới mức thu nhập chịu thuế nhằm tăng thu nhập khả dụng cho người chịu thuế, góp phần cải thiện chi tiêu. Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị Chính phủ cần tiếp tục nới lỏng có thực chất chính sách tài khoá, nghiên cứu hỗ trợ mạnh hơn cho những gia đình doanh nghiệp bị thiệt hại bởi bão lũ thiên tai. Mặt khác, lạm phát tăng trong 4 năm qua nhưng mức thu nhập chịu thuế không tăng. Do đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu nới mức thu nhập chịu thuế nhằm tăng thu nhập khả dụng cho người chịu thuế, góp phần cải thiện chi tiêu, tiếp tục tháo gỡ nút thắt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trước khi dự phiên chính thức của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ tư năm 2024, sáng nay, gần 250 đại biểu dự đại hội đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và dâng hương tham quan Hoàng thành Thăng Long. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào các dân tộc thiểu số nguyện một lòng sắt son theo Đảng, quyết tâm chung sức, chung lòng, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tiếp tục xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc. Trước đó, đoàn đại biểu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ tư năm 2024 đã dâng hương và tham quan Hoàng thành Thăng Long. Sáng mai, ngày 5 tháng 11 năm 2024, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ tư năm 2024 sẽ chính thức khai mạc. Đây là đợt sinh hoạt chính trị xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thành phố. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ ba và thông qua quyết tâm thư Đại hội lần thứ tư năm 2024. Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản.
20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Phiên tòa phúc thẩm được mở do 48 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm trước đó. Bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, kháng cáo toàn bộ bản án. Bị hại là Ngân hàng SCB cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai, ông Nguyễn Sơn Hoa, Công ty Cổ phần T và H Hạ Long, Công ty Âu Lạc Quảng Ninh cũng có kháng cáo. Trong đơn kháng cáo đã được bổ sung vào ngày 22 tháng 10, bà Trương Mỹ Lan đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh tham ô tài sản và mức án tử hình đối với mình, đồng thời xin miễn hơn 673 tỷ đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm, cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng nề và nghiêm khắc. Bị cáo Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án. Theo kháng cáo, bà Lan cho rằng mình có nhận thức chủ quan về hành vi khách quan duy nhất xuyên suốt từ năm 2012 đến năm 2022. Nhưng do chính sách, pháp luật thay đổi nên bà bị xét xử thành hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chứ không phải do bà có nhiều hành vi khác nhau. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 11. Thưa quý vị, sáng nay, 20 thửa đất ở xứ Đồng, Long Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức được đưa ra đấu giá. Đáng chú ý, sau khi tạm dừng để rà soát, giá khởi điểm các lô đất này vẫn được áp thấp chỉ từ 7,3 triệu đồng trên 1 mét vuông. Huyện Hoài Đức và đơn vị đấu giá tiếp tục áp dụng hình thức đấu giá là cách bỏ phiếu trực tiếp tối thiểu 6 vòng theo phương thức trả giá lên. Mức giá áp dụng chung đối với các thửa đất là 6 triệu đồng trên 1 mét vuông. Các thửa đất được đem ra đấu giá có diện tích từ 89 đến 145 m2 trên một thửa, với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng trên 1 m2. Tiền đặt trước đấu giá từng thửa đất bằng 20% giá trị thửa đất đấu giá theo giá khởi điểm đã được phê duyệt, tương đương từ 130,8 triệu đến gần 212,6 triệu đồng. Cuộc đấu giá đang được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hoài Đức. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy, chỉ có khoảng hơn 100 khách hàng tham gia đấu giá. Con số này thấp hơn nhiều cuộc đấu giá 19 thửa đất cũng ở xã Tiền Yên, tổ chức ngày 19 tháng 8 năm 2024. Thời điểm đó có 500 người và trên 1.500 bộ hồ sơ tham gia. Từ mức khởi điểm chỉ từ 7,3 triệu đồng, qua gần 20 tiếng với 10 vòng đấu giá đã được đẩy lên gấp nhiều lần. Cụ thể, lô cao nhất trúng với giá 133 triệu đồng trên 1 mét vuông, gấp khoảng 18,2 lần giá khởi điểm. Sau cuộc đấu giá này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành phố Hà Nội và các địa phương rà soát lại quy trình để đảm bảo việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, ngăn ngừa các biểu hiện lợi dụng đấu giá đất để trục lợi. Cuộc đấu giá 20 thửa đất ở xã Tiền Yên được nối lại sau hơn 2 tháng rà soát. Đáng nói, huyện Hoài Đức đã ngăn không cho báo chí tiếp cận hội trường nơi diễn ra cuộc đấu giá. Điều này dù theo đúng quy định nhưng sự tham gia phản ánh của cơ quan truyền thông là cần thiết, đảm bảo để cuộc đấu giá diễn ra đảm bảo minh bạch, đúng quy trình theo chỉ đạo của thành phố. Thưa quý vị, thu phí vỉa hè đang được thí điểm tại một số thành phố lớn. Ở thành phố Hồ Chí Minh, thu phí sử dụng vỉa hè được thành phố triển khai thí điểm từ gần 6 tháng nay. Số lượng các tuyến phố đang được tăng lên như ở quận 1, quận trung tâm đã mở rộng thêm thu phí vỉa hè đối với 41 tuyến đường. Sau khi mở rộng thêm 41 tuyến phố khác, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 52 tuyến đường áp dụng thí điểm thu phí vỉa hè để đối với các hộ kinh doanh. 41 tuyến đường sẽ cho thuê vỉa hè thuộc 7 phường gồm Bến Nghé, Tân Định, Đa Cao, Phạm Ngũ Lão, Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Thái Bình và Bến Thành. Những tuyến này có vỉa hè rộng từ 3 mét trở lên, sau khi trừ lại ít nhất 1,5 mét cho người đi bộ. Phần diện tích còn lại mới bố trí cho các hộ đăng ký làm điểm kinh doanh. Việc bố trí cho thuê vỉa hè được đông đảo tiểu thương và du khách ủng hộ. Mình buôn bán ở đây cũng lâu lắm rồi thì người ta thuê thì mình cũng thuê hình thức thì mình cũng buôn bán giống như là cũng đỡ hơn. Nếu mà mình bán mà không có thuê thì mình phải hợp phòng sợ công an đuổi chạy. Thì giờ cho thuê thì mình thoải mái, mình bán bình thường. Còn với chị Trúc, kinh doanh quán ăn hơn 20 năm ở đường Nguyễn Bình Khiêm. Khi biết tin đây sẽ là một trong số những tuyến đường sẽ được quận 1 mở rộng áp dụng thu phí trong thời gian tới, gia đình cảm thấy thoải mái và an tâm hơn. Thuê vỉa hè thì tụi chị cũng đồng tình. Thế là mình kinh doanh thì mình vẫn tuân thủ theo chính sách của nhà nước. Nhưng mà với cái giá thuê nó hợp lý. Hiện mức phí được thành phố Hồ Chí Minh áp dụng dựa trên giá đất bình quân tại 5 khu vực, ở nội thành sẽ cao hơn ở ngoại ô. Trong đó, mức thấp nhất cho hoạt động giữ xe là 50.000 đồng, cao nhất là 350.000 đồng trên 1 mét vuông trên một tháng. Trước đó, từ tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thí điểm ở 11 tuyến.
đến nay đã có 374 hộ đăng ký sử dụng. Số tiền nộp vào ngân sách là hơn 810 triệu đồng. Sau quận 1, sẽ có các quận khác như quận 3, quận 10 và quận 12 cũng sẽ triển khai thu phí vỉa hè. Liên quan đến thông tin đạo diễn Trương Nghệ Mưu cùng một số ngôi sao Hàn Quốc tới Hà Nội tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2024 đang được lan truyền. Cục Điện ảnh cho biết thông tin này là sai sự thật và không phải chia sẻ chính thống do Cục Điện ảnh đưa ra. Ngày mai, ngày 5 tháng 11, Cục Điện ảnh sẽ tổ chức họp báo chính thức về sự kiện và công bố danh sách dàn khách mời nghệ sĩ tham gia. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm nay có chủ đề Heritage in Motion, điện ảnh sáng tạo cất cánh, chính thức khai mạc vào ngày 7 tháng 11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Tại nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam số 16 Ngô Quyền, Hà Nội đang diễn ra triển lãm Hành trình sống và yêu năm 2024. Đây là triển lãm có nhiều dấu ấn đặc biệt của một nhà giáo, họa sĩ có nhiều năm hoạt động trong ngành giáo dục và hội họa của Việt Nam. Triển lãm như một nốt nhạc vui gieo vào lòng người yêu mỹ thuật những cung bậc cảm xúc về cuộc sống, tình yêu trong một hành trình nỗ lực và truyền cảm hứng, năng lượng sống tích cực từ những gam màu, nét vẽ. Tuy công việc quản lý giáo dục bận rộn, nhưng nhà giáo, họa sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường vẫn dành thời gian sáng tác tranh. Với chị, sáng tác tranh là cách để bản thân gửi thông điệp yêu thương của mình tới cuộc sống. Triển lãm lần này giới thiệu hơn 30 tác phẩm được vẽ bằng chất liệu sơn dầu hiện đại và sơn mài truyền thống với những sắc màu rực rỡ. Điểm nhấn cuốn hút trong các tác phẩm của chị nhiều hơn cả là chủ đề những bông sen tỏa hương. Sen trong thiên nhiên, sen trong cuộc sống và sen trong tâm hồn con người đều được nữ họa sĩ lột tả một cách rực rỡ nhất. Sen cũng giống như hành trình của con người với nhiều cung bậc thăng trầm. Mỗi một bức tranh là một câu chuyện kể về phong cảnh, về cảnh đẹp, về con người, về những địa danh lịch sử của mọi miền Tổ quốc Việt Nam. Và mỗi một bức tranh đều là một câu chuyện, một thông điệp ý nghĩa, nhưng tựu chung lại điều mình mong muốn là khi ai đó nhìn thấy tranh của mình, nhà sưu tập nào đó treo bức tranh của mình, thì họ sẽ có được nhiều những cái năng lượng tích cực từ những thông điệp cuộc sống với tình yêu cuộc sống, với tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước và với những cái vẻ đẹp, những cái sắc màu rực rỡ trong tranh của mình. Vào những ngày thu đẹp của Hà Nội, nhiều người bạn quốc tế và Việt Nam yêu di sản văn hóa đã cùng đến gian triển lãm để gặp gỡ tác giả, chia sẻ tình yêu và những cảm xúc về cuộc sống, về thủ đô Hà Nội với rất nhiều nét đẹp văn hóa giản dị nhưng vô cùng sâu lắng, được thể hiện trong các tác phẩm trưng bày tại đây. Màu tươi trên sân ta, màu tươi trên sân mài, đấy là màu phải nói là cũng rất là đẹp. Mà tức là cái hòa sắc tươi sáng đẹp trong một cái tương quan đẹp, một cái bố cục đẹp. Đó là cái chị Hường đã làm được một cái việc mà cũng ít họa sĩ làm được. Giữa những điều bộn bề của cuộc sống, điều truyền cảm hứng sống và năng lượng tích cực nhất chính là hành trình mỗi người nỗ lực để cuộc sống đẹp hơn mỗi ngày. Cũng như tác giả chia sẻ, thông qua những bức tranh, chỉ mong sao mỗi người đều tìm ra được hành trình khát vọng của mình trong cuộc sống và tình yêu. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Phúc Thọ đang triển khai thi công xây dựng mới nhiều công trình xây dựng dân dụng, đường giao thông, công trình trọng điểm. Trong đó, dự án cải tạo nâng cấp Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện là công trình trọng điểm với số vốn đầu tư hơn 230 tỷ đồng. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Phúc Thọ xác định an toàn lao động trong quá trình thi công những công trình phải đặt lên hàng đầu. Đó là vấn đề liên quan đến tính mạng con người và tài sản trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện. Hơn 350 tấn giáo như lớp giáp bảo vệ an toàn cho công trình nâng cấp cải tạo Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phúc Thọ. Để đảm bảo an toàn và chịu được trọng lượng hàng trăm tấn, nhà thầu đã sử dụng loại giáo dinh, chịu lực đối với công trình có hệ dầm cao hơn 14 mét, xe nô thoát nước, đua rộng hơn 3 mét. Với tính chất đặc thù của công trình, công nhân làm việc trên cao và tại các hạng mục phải đảm bảo đầy đủ bảo hộ lao động trong quá trình làm việc. Quy mô công trình thì với hệ xe lô và kết cấu dầm mái nó rất là lớn và chiều cao cũng rất là lớn. Nên biện pháp nhà thầu đang dùng cái hệ thống giáo dinh. Cái giáo dinh này nó đặc biệt hơn tất cả những hệ thống giáo ở trên thị trường thông dụng, những hệ thống giáo lêm, giáo pan, thì cái giáo linh này nó một cái chuồng giáo có thể chịu đựng được khoảng 5 tấn
trên một dàn giáo, chứ còn những cái dàn giáo khác thì thông số thì nó chỉ chịu đựng được 2 tấn đến 2 tấn rưỡi. Vì là cái kết cấu nó dầm với lại sàn nó lại cao rất lớn, nên là nhà thầu phải đưa ra cái phương án dùng hệ thống giáo dinh để cho nó đảm bảo. Thì trong quá trình thực hiện đầu tư thì ban quản lý dự án cũng đã chỉ đạo sát sao các nhà thầu tham gia thực hiện dự án để đảm bảo về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Thì do đặc thù của công trình này là cái hệ vượt của nhịp dầm là khoảng hơn 3 mét và toàn bộ chiều cao từ cột là từ cốt 0 lên đến đỉnh mái là hơn 13 mét và toàn bộ là kết cấu hệ mái là sử dụng là kết cấu hệ dàn vượt nhịp, kết cấu dàn không gian. Thì đây là một cái kết cấu mà đảm bảo cái yếu tố về kỹ thuật và an toàn rất là cao. Vì vậy thì ban quản lý dự án cùng với cả các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát đã thường xuyên kiểm tra trong quá trình thực hiện, thì đều tổ chức thí nghiệm và vật liệu đảm bảo đủ điều kiện thì mới được đưa vào sử dụng. Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Phúc Thọ là công trình trọng điểm, công trình có quy mô khoảng 7 hectare, tổng mức đầu tư 234 tỷ đồng do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ làm chủ đầu tư. Công trình bao gồm các hạng mục xây mới nhà thi đấu đa năng sức chứa 2.500 chỗ và cải tạo nâng cấp hạng mục sân vận động trung tâm, nhà văn hóa trung tâm, xây mới hệ thống vườn hoa, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án nâng cấp trung tâm văn hóa thể thao của huyện thì đã được phê duyệt với tổng dự toán là khoảng hơn 100 tỷ. Với công trình này thì là dự kiến là đưa vào là công trình để chào mừng đại hội đảng bộ của huyện. Dự án được triển khai nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, khu trung tâm huấn luyện và thị trấn sinh thái đô thị loại 5, đảm bảo cho việc tổ chức các sự kiện hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa thể thao, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ phối hợp với chặt chẽ các đơn vị trong việc triển khai các công việc để công trình thi công đúng tiến độ, tổ chức quản lý, giám sát thi công xây dựng công trình, đảm bảo tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng, đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người và bảo vệ môi trường. Bản tin thời sự sẽ tiếp tục với phần tin quốc tế. Cơ quan y tế Palestine cho biết ít nhất 31 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trên khắp dải Gaza. Các cuộc đột kích của Israel tại bờ Tây cũng phá hủy một văn phòng của cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc tại đây. Ít nhất 31 người tại Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel diễn ra vào hôm qua, trong đó gần một nửa số người tử vong tại các khu vực phía Bắc, nơi quân đội Israel đã tiến hành chiến dịch kéo dài gần một tháng mà họ cho biết nhằm ngăn chặn các tay súng Hamas co cụm lại. Theo cơ quan y tế Palestine, 13 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại Beit Lahia và Jabalia ở phía Bắc Gaza, trong khi một cuộc không kích tại thành phố Khan Yunis ở phía Nam đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em. Quân đội Israel trước đó cho biết đã bổ sung thêm binh lính cho chiến dịch tại miền Bắc Gaza, đồng thời tuyên bố đã tiêu diệt hàng trăm tay súng Palestine. Trong khi đó, các cuộc đột kích của Israel tại trại tị nạn Nur Sam ở bờ Tây vào cuối tuần trước đã phá hủy một văn phòng của cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, đồng thời khiến 4 người Palestine thiệt mạng. Ngày 3 tháng 11, một tòa án của Israel thông báo cựu phát ngôn viên của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bị bắt giữ với cáo buộc làm rò rỉ tài liệu mật gây tổn hại đến tiến trình đàm phán về thỏa thuận con tin ở dải Gaza. Ông Feldstein, cựu phát ngôn viên của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, bị giam giữ cùng với 3 người khác, bao gồm các quan chức an ninh. Hồi tháng 9, cơ quan an ninh nội địa và quân đội Israel đã mở cuộc điều tra về vụ việc sau khi tuần san Jewish Chronicle của Anh và báo Bild của Đức đăng tải các bài viết dựa trên tài liệu quân sự bí mật. Trong đó, một bài báo tiết lộ tài liệu bị rò rỉ cho thấy thủ lĩnh Hamas, khi đó là ông Yahya Sinwar, sau này bị Israel hạ sát, và các con tin ở Gaza sẽ được lén đưa từ Gaza sang Ai Cập qua hành lang Philadelphia. Trong khi đó, một bài báo khác dựa trên bản ghi nhớ nội bộ được cho là từ ban lãnh đạo Hamas về chiến lược của ông Sinwar nhằm cản trở những cuộc đàm phán giải phóng con tin. Theo báo chí Israel, tài liệu đầu tiên bị rò rỉ là giả mạo và bản ghi nhớ nội bộ thực ra là do các chiến binh Hamas ở cấp thấp hơn soạn ra. Tòa án Israel đánh giá hành vi phát tán các tài liệu có nguy cơ gây ra tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Kết quả là khả năng của các cơ quan an ninh nhằm đạt được mục tiêu giải cứu con tin có thể đã bị tổn hại. Thủ tướng Netanyahu đã phủ nhận mọi cáo buộc
nói rằng tài liệu do BIM công bố chưa bao giờ được đệ trình tại văn phòng của ông. Thủ tướng Netanyahu khẳng định viên cựu trợ lý này chưa từng tham gia những buổi họp an ninh hoặc tham khảo tài liệu mật. Chính quyền thủ đô Washington của Mỹ đang tăng cường an ninh trước ngày bầu cử. Công nhân dựng hàng rào xung quanh khuôn viên Nhà Trắng. Thị trưởng thành phố Washington cho biết an ninh sẽ còn được tăng cường xung quanh khu nhà Quốc hội nhiều lực với sự hiện diện của đông đảo lượng thực thi pháp luật và nhiều hàng rào hơn. Thủ đô Washington DC thậm chí còn phải chuẩn bị an ninh cao cho 3 sự kiện là ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, ngày xác nhận kết quả bầu cử mùng 6 tháng 1 năm 2025 và ngày Tổng thống mới nhậm chức 20 tháng 1 năm 2025. Cảnh sát trưởng thành phố cho biết gần 4.000 cảnh sát trên khắp cả nước sẽ hỗ trợ thủ đô trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống. Người dân và du khách được khuyến khích luôn cảnh giác và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật. Các quan chức bầu cử và cảnh sát đang nỗ lực đảm bảo an toàn cho cử tri trong bối cảnh những lo ngại về an ninh gia tăng khi ngày bầu cử đến gần. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đã cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ phá hoại thùng phiếu, cũng như nguy cơ các quan chức bầu cử trở thành mục tiêu tấn công của những cử tri cực đoan.